Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đọc Sách Giữa Trưa. Thưa quý vị và các bạn, một người bạn của tôi là Thảo Nguyên Xanh. Sau khi đọc một bài báo trên báo Đại Đoàn Kết gần đây là bài Mất Cái Ví. Trong đó thì nhà báo Cẩm Thúy ở báo Đại Đoàn Kết có đề cập tới một số quan chức hiện nay toàn bị mất vài tỷ đồng khi mà để ở két ở công ty hoặc là ở nhà riêng. Và họ có tác giả có dẫn lại một đoạn trong truyện ngắn nổi tiếng của Nguyễn Công Hoan viết trước năm 1945 là Mất Cái Ví. Và người bạn của tôi có một yêu cầu là muốn tôi đọc lại truyện ngắn Mất Cái Ví đó. Thì hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Mất Cái Ví của Nguyễn Công Hoan. Ông tham nhà ta hôm nay mất cái ví trong đựng 40 đồng bạc. Ngài làm dữ quá, dữ đến nỗi giá không có ông cụ cậu ruột ngài là người có thế lực can thiệp vào mà phát gắt lên thì việc này quyết ra đến tận xăng tan chứ chẳng chơi. Thằng xe, thằng bếp, con vú sợ xanh mắt, suýt phải trận đòn sống cũng thành tật. Mà khốn nạn, ở trong bếp đứa nọ đổ cho đứa kia, đứa thì xin đi thề, đứa thì quyết đi trình mật thám, đứa nào cũng không muốn để chủ ngờ oan mình. Ông tham bà tham thấy chúng nó quả quyết cũng không biết xử trí ra sao, nhưng vẫn không sao bỏ được lòng ngờ. Rồi tao không để yên cho chúng bay. Vâng, nếu việc này không ra thì chúng quan tức lắm. Chúng bay làm gì mà to mồm thế, nói khẽ cho cụ ngủ. Hôm qua cụ thức khuya. Cụ đây tức là ông cụ cậu ruột ông Tham, ngủ ngay ở cái giường kê cạnh đấy. Thằng xe muốn đổ diệt cho con vú bèn nói: thật chúng quan từ sáng đến giờ chưa đứa nào bước chân ra khỏi cửa, mà một mất mười ngờ, chúng quan lấy làm bực lắm. Xin ông bà cho phép chúng quan khám lẫn nhau, chắc của vẫn còn ở trong nhà thì còn tìm thấy được. Bà Tham nói: ừ, rồi đến lúc ra cửa quan mới hối chúng bay sấp mặt thật. Ấy, mở khẽ để ông ngủ. Đêm qua ông nũng cũng mãi mới chợp mắt đấy. Nhưng họ làm điếc cả tai, ông cụ có ngủ được đâu. Ông cụ vẫn để ý đến những lời nói của vợ chồng ông Tham, nhất là ông Tham thì lấy làm giận lắm. Hừ, mình chẳng ra gì cũng là cậu ruột nó, em mẹ nó, mà sao nó không biết nể mặt. Chẳng biết nó có dám ngờ mình hay không, mà sao nó nói lắm câu nghe trái tai quá. Rồi ông cụ nghĩ lại cái địa đồ nhà ông cháu để tự xét đoán việc mất bạc này thế nào. Ngoài nhà ngoài có cái giường mình nằm thông với buồng trong của vợ chồng nó, nhưng hôm qua nó ngủ ở ngoài này với mình. Thế rồi đến cửa ra sân chính tay mình đóng và gài then. Mà trước khi đi ngủ, nhà tham nó còn soi các then cửa cẩn thận. Thế thì chỉ có thể nghi con vú em cắp được, vì thằng bếp, thằng xe ngủ cả dưới nhà dưới cạnh bếp. Vậy chỉ truy con vú này là ra ngay. Đương nghĩ thế, bỗng ông cụ nghe thấy ông Tham nói: tao thì tao không ngờ con vú em đâu. Nếu ló có tính tận mắt thì tao mất nhiều lần rồi. Mọi khi tao ngủ để bừa bãi cả tiền long ra bàn, nhưng sáng dậy vẫn còn nguyên, một chinh cũng không suy chuyển. Hai chúng bay liệu hồn. Ông cụ vừa nghi cho vú em, nghe thấy ông Tham nói thế nên càng phân vân. Hay là nó ngờ cho mình thật mà không dám nói ra. Trên nhà trên chỉ có vợ chồng nó, con vú em và con nó. Ngoài ra khách lạ chỉ có mình mà thôi. Nhưng chẳng có lẽ, hay là nó ngờ thằng bếp, thằng xe sáng sớm dậy có đứa nào lên nhà trên rồi
Thấy cái ví ấy để chỗ nào mà lấy chăng? Bẩm lại ông bà, hai anh em con ngủ ở dưới nhà dưới, mà trên nhà trên thì khóa cửa. Sáng ngày chúng con mới dậy, cửa trên này chưa mở. Con đã thấy ông bà kêu mất tiền, lúc ấy ông mới gọi chúng con lên. Xin ông bà xét cho chúng con chỗ ấy, hay ông đi chơi tối hôm qua mà đánh rơi đâu chăng? Tao nhớ rằng trước khi tao đi làm, tao còn mở ví ra để đếm lại tới bạc. Rồi tao gối ở đầu giường, chỗ này tao nằm bên cạnh cụ. Vì thức khuya nói chuyện nên tao mệt, tao ngủ say lúc nào chẳng biết. Tao chắc lúc tao đếm tiền có đứa nào trông thấy. Ông cụ nghe cháu nói câu ấy thì thở dài, cựa mình một cái. Này ông bà, chúng con có biết cái ví tiền của ông bà mặt ngang mũi dọc thế nào thì chúng con cứ chết một đời cha ba đời con. Nếu nó đổ diệt được thằng bếp thằng xe, sao nó không đánh, không tra, không trình báo gì cả? Hừ, quyết là nó nói xa xôi cho mình hiểu đây. Hay là nó nghĩ mình đồng tình với lũ kia, vì thế mình lạ nhà không ngủ được, phải xì xụp suốt đêm, hết hút thuốc lại uống nước, rồi mở cửa sau ra sau đi tiểu. Nếu thế thì thực nó chó đểu quá. Nghĩ thế, ông cụ thấy khó chịu, lại quay mình nằm lại. Ông cụ muốn ngồi hẳn dậy mà bộc bạch tâm sự, rồi đông đủ cả nhà. Mình sẽ động mấy câu cho nó đỡ nghi. Nhưng chắc đâu, lỡ mình đoán lầm, thì oan vợ chồng nó. Này ông bà xét lại, chỉ có người trên nhà chứ thực chúng quan không biết đấy là đâu. Ông tham quát. Hừ, chúng bày bảo tao ngờ cho ai? Ngờ cho bà à? Ông cụ nằm yên, hơi tức đẩy đến ngực, không chịu được, lại trở mình lượn nữa. Thôi đích lắm rồi, chỉ là nó không dám nói đến nơi mà thôi. Này ông bà, chúng quan đâu dám nghĩ thế. Thế thì chúng bày bảo tao ngờ cho cụ à? À, quân lầy, não thật. Chết, sao cậu ăn nói càn làm vậy? Câu bà tham nói vừa dứt thì tự nhiên như có cái gì nó giật nhổm ông cụ ngồi dậy. Cụ hỏi dồn: cái gì, cái gì, thế nào, thế nào? Ông tham dịu ngay nét mặt lại nói: không ạ. À, rồi ông bảo bọn người nhà cho chúng mày xuống nhà. mục đích ông cụ là muốn giải tỏa khúc lòng rồi mắng thằng cháu vô phúc mấy câu cho hả dạ, chứ nó ăn nói cục xúc vô ý thế mà mình cứ giả điếc thì nó cho mình không biết gì. Nhưng thấy vợ chồng ông tham muốn dập chuyện đi thì cơn tức lại đè lên đến cổ, nên cụ cố gắng hỏi: không, tôi xem trong nhà như mất cái gì kia mà. Bà tham nói: à, không ạ, à, cháu mất đồng xu nhưng đã tìm thấy rồi ạ. Không phải, to hơn kia. À. À, thế thì ông chiêm bao đấy ạ. À. Rõ ràng tôi vừa tỉnh dậy, thấy anh Tham gắt gì to lắm kia mà. Ông Tham nói: không ạ, à. Đó là cháu mắng chúng lóa từ lay thấy tiền long, không cứ nạc của ai cũng không được tơ hào. Ông cụ càng ngờ là cháu nói cạnh, bèn nói: anh mắng ai? Những đứa kia là đứa nào? Anh đừng láo. Tôi nhại lại, có đúng giọng của anh không? Bà Tham thấy ông cụ gắt gỏng to tiếng, bèn can chồng: ấy, tôi đã bảo cậu mà. Thì tôi đã muốn im đi, sao mợ còn cứ xui cha xui tấn. Tôi không dám, cậu mợ dạy quá lời. Tôi đã hiểu cả rồi. Cháu lạy ông, vợ chồng cháu có thất thố điều gì, xin ông bỏ qua đi, ông đừng để bụng. Thôi, không nói đến chuyện ấy nữa. Hôm nay phiên chợ Đồng Xuân, mời ông lên chơi chợ. Ông cụ càng muốn làm lớn
thì cứ bị cháu đập đi, dập đi cho nên càng không chịu được. À, bây giờ nó bảo mình đi chợ Đồng Xuân thì rõ ràng nó nói cạnh mình là kẻ cắp đây. Kẻ cắp chợ Đồng Xuân. Được lắm. À, quân này thâm thật. Mới dính tí Hà Nội mà đã học lối ăn nói bà que. Anh nghi cho ai lấy tiền của anh? Kìa, tiền long gì thưa ông? Tôi nằm đây, tôi thức. Tôi nghe hết từ đầu đến cuối. Anh nghi cho ai? Anh cứ nói. Kìa, cậu nói đầu đuôi ông nghe, kẻo chả mấy khi ông ra chơi, ông thấy thế này, ông lại giận. Bẩm ông Nguyên Thế Lãi, cháu có 40 đồng bạc để vào trong cái ví. Mọi khi bao giờ trước khi đi ngủ, cháu cũng bỏ ví vào tủ có khóa. Vì hôm qua đi xem hát với ông về khuya, nên cháu không muốn vào buồng lấy chìa khóa tủ. Cháu cứ để ví trong túi, nhưng sau thấy lầm cứ cộm nên, cháu mới lấy ví ra, kiểm lại số tiền, rồi để gối đầu giường. Lúc ấy ông cũng biết. Phải, sao nữa? Rồi sáng hôm nay cháu thấy mất. Phải, sao nữa? Bấm, có thế thôi. Thế anh nghi cho ai? Cháu nghi cho thằng bếp, thằng xe. Sao anh không nghi cho con Vú? Tại ló thực thà. Xưa nay cháu biết ló. Anh nghĩ thế là vô lý lắm. Tôi hiểu rồi. Chính anh nghi cho tôi. Bà Tham vội nói. Chết, lại ông, con cháu nào dám thế? Sao nghĩ vẩn vơ làm vậy? Thôi, tôi xin bà đừng nói khéo. Tôi biết ông ấy từ thuở để cái chỏm chè bằng ngần này, nên tôi hiểu cả giọng nói. Này, tôi bảo cho anh biết, tuy tôi nghèo thật, nhưng tôi lấy của anh để tôi phải tội lòi mắt ra. Khổ quá, cháu không biết nói thế nào bây giờ được. Tức ông đổ cho ông đấy. Không phải tôi đổ cho tôi, về những câu anh nói cạnh nói khóe từ nãy đến giờ, nên chẳng phải bảo đến nơi. Tôi cũng hiểu ý cả. Đây, tôi cũng dành lòng cho anh khám. Chuyện chết, sao ông lại làm thế? Nhưng tức lắm. Nói đoạn, ông cụ chạy đến mắc áo, giật cái áo trắng dài và cái áo the xuống, rồi rũ rõ kỹ, rồi cởi tuột cái áo cổng ra, lộn các túi, xong rồi lại tháo cả thắt lưng, đưa cho ông Tham xem. Giá có tiện, có lẽ cụ cũng tuột phăng cả cái quần ra nốt, cho cháu tin rằng tất cả trong mình không giấu giếm cái ví vào chỗ nào cả. Nhưng cụ cũng cứ lấy hai tay nắn bóp khắp hai đùi thật kỹ, từ trên xuống dưới, từ trên đến dưới. Ông Tham thấy cậu làm đùng đùng sôi nổi, biết là cậu giận lắm nên cứ ngồi yên như phỗng. Bà Tham thì lại van hoài nhưng vẫn không ăn thua gì. Tự khám mình xong, ông cụ phân bua. Đấy nhé, anh chị đã tin chưa? Tôi không ngờ đâu bây giờ anh chị lại khinh người làm vậy. Cậu cũng như mẹ mà anh nghĩ cho tôi ăn cắp. Anh nghĩ đã phải chưa? Từ ngày anh đi làm đã hơn 2 năm nay. Bất quá tôi đến chơi lần này là lần thứ 4. Tôi thấy anh ở xa thì nhớ nên đến thăm, chứ nào tôi có xin xỏ bòn đãi cái gì. Chẳng qua anh mất mấy bữa cơm và suất tàu là cùng. Nói xong, cụ súc miệng và rửa quàng cái mặt, rồi đội khăn mặc áo. Ông Tham thấy vậy hỏi. Thưa ông, cháu có nòng nào như thế? Ông đừng tưởng vậy mà oan cháu. Bây giờ ông đi đâu? Tôi đi về. Ông bà xử với tôi thế này thì tôi còn mặt mũi nào mà ở nữa.
Khổ lắm, vợ chồng cháu có điều gì không phải thì ông là người trên, ông cứ mắng chửi, sao ông lại để tâm làm vậy? Thôi, tôi xin quan ông quan bà đừng nói khéo. Đồ đểu, tao thề rằng từ nay tao không họ hàng gì với vợ chồng nhà mày nữa. Nói đoạn, ông cụ hầm hầm cắp ô đi. Vợ chồng ông Tham nhất định năn nẻo cho ông cụ ở lại, nhưng ông cụ nói dỗi: "Thôi, kẻ cắp chả dám ở chung với người. Để tôi lên chợ Đồng Xuân tôi ở." Nói xong, cút thẳng. Vợ chồng ông Tham rầu rầu nét mặt, trở vào, im lặng nhìn nhau, mà thở dài. Một lát, bà Tham ra dáng ân hận, gắt với chồng: "Chỉ tại cậu lơ đễnh, đánh mất ví tiền, nên mới sinh ra lắm cái rắc rối." Ông Tham ung dung, tủm tỉm cười, đáp: "Thì đã làm sao?" "Thế sao cậu lại ngờ cho ông làm vậy?" "Ồ, tôi vờ thế, chứ ví để lại." "Có mất đếch đâu." Vừa nói, ông móc trong túi quần, quẳng cái ví đánh bẹt xuống mặt phản. Bà Tham chố mắt nhìn chồng: "Rõ khéo khỉ, thế có phải là ông giận không?" "Mợ không hiểu." "Tôi có làm như thế là để bận sau. Ông đừng ra chơi nữa." "Tốn kém lắm, tốn kém lắm. Trời ơi." Xin cảm ơn mãi yêu em.net đã đưa chuyện ngắn mất cái ví, một chuyện ngắn nổi tiếng của Nguyễn Công Hoan lên mạng.